Chắc là bà nội đang ở trên lầu. Chờ bố tí nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi! Vôn, mẹ dặn này, lát nữa mà có gặp bà ấy thì nhớ ôm và chào bà nhớ chưa? Vâng ạ. Đồ bất nhân! Ai quá thế hả mẹ? Vôn ra ngoài chơi, đợi mẹ một lát nhé. Vâng ạ. Tại sao mày đẩy con Hà đến nước mà nó không thiết sống nữa hả con? Tại sao tôi có thể đẻ ra một cái thằng con nó tàn ác như vậy chứ? Rồi mày định làm gì nữa hả Nghĩa? Nói cho mẹ nghe đi. Định làm gì nữa? Sao mẹ không suy nghĩ thoáng hơn vậy ạ? Cô ta có sao đâu. Tự nhiên làm bà mất cả lên. Nó là con dâu của mẹ. Không, là con gái ruột thì đúng hơn. Con đẩy nó đến đường cùng như vậy thì chẳng khác nào con cầm dao con đâm vào tim của mẹ đi. An Nhiên mới là con dâu của mẹ kìa. An Nhiên mới là người sinh cháu nội cho mẹ đấy ạ. Mày á, mày cứ coi đứa con này là một món quà mà ông trời ban cho mày. Bây giờ tao mới thấy ông trời mới thật sự là sáng suốt nhất. Tao cũng mong chờ điều này lâu lắm rồi. Không lo gì hết á. Tao sẽ làm mẹ đỡ đầu cho nó. Còn bố đỡ đầu hả? Có thằng Nam lo, mày lo cái gì? Việc ăn việc chơi cứ để tao lo. Còn hả chăm sóc hả điểm tả cứ để thằng Nam lo, chả phải sợ gì hết. Mà này, từ lúc có bầu tao cứ lấn cấn một chuyện. Lấn cấn cái gì nữa? Là bà bác sĩ làm IVF cho tao ấy. Sao? Tao đã định bỏ qua rồi, nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ đến là lại thấy tức. Cứ nghĩ đến những người cũng mong mỏi có con như mình, xong rồi bị chơi xấu, làm cho hỏng phôi. Tao thấy thất đức lắm. Tao nghĩ mình không thể im lặng được, vì im lặng sẽ đồng lõa với cả cái xấu. Mày có thấy thế không? Đúng rồi, mày nói đúng. Có nghĩa là bây giờ mày muốn tới đó để làm lớn chuyện đúng không? Được, bây giờ chỉ cần mày muốn đi thôi, tao đi với mày. Chả sợ bố con thằng nào hết. Bây giờ muốn đánh cái gì, có tao đánh. Muốn chửi có tao luôn. Đi, đi liền, chả nói năng gì hết, đi. Anh cứ làm theo kế hoạch của tôi đi. Mà này, tôi nghe nói là anh đang có ý định bán Lan Hà. Tin tức của anh nhạy thật đấy. Tôi còn đang cân nhắc. Tôi thấy công ty vẫn vận hành tốt cơ mà. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Đây là nhà một người bạn tốt của cô và chú Vũ, nên chị cứ yên tâm nhé. Vâng ạ.